Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lũ lụt do mưa lớn ở hơn 10 tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc như Phúc Kiến, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất gần 50 người, nhiều người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cho biết tỉnh Giang Tây có ít nhất 18 người thiệt mạng, gần 69.000 người đã được di rời và hàng trăm ngôi nhà bị sập. Tại các tỉnh phía Nam như tỉnh Quảng Tây, 15 người đã thiệt mạng và khoảng 11 người được xác định là mất tích. Tại tỉnh Phúc Kiến, 13 người chết, 9 người mất tích và khoảng 268.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Hồ Nam, 4 người tử vong đã được báo cáo và hơn 2.100 người đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Theo báo cáo dự báo thời tiết, mưa có thể nhiều hơn trong những ngày tới. Tân Hoa Xã trích dẫn Văn phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh cho biết, mưa lớn đã phá hủy 2.890 ngôi nhà và làm hư hại 26.300 ha nông sản. Theo Văn phòng cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Trung Quốc, mực nước ở gần 30 con sông phía Nam Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo. Hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn trong khi nhiều chuyến bay khác phải hủy bỏ vì nước lũ đã dâng lên hơn 2,2 mét ở một số khu vực. Những cơn mưa lớn đã được báo cáo đã bắt đầu ở một số khu vực Trung Quốc từ cuối tuần qua cho đến nay đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người, làm thiệt hại kinh tế hơn 2,578 tỷ nhân dân tệ, khoảng 373 triệu đô la Mỹ. Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cho ngập lụt tại tỉnh Giang Tây. Nhiều cây cầu bị phá hủy, ở một số khu vực nước lũ đã dâng lên cao hơn 2,2 mét. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người. Hơn 10 tỉnh phía Nam xảy ra lũ lụt do mưa lớn. Quý vị thân mến, theo truyền thông Trung Quốc, do ảnh hưởng của lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Hoàng Hà, mực nước tại các trạm thủy văn chính ở Cam Túc, Sơn Tây và Thiểm Tây đã liên tục tăng cao. Hai ngày trước xuất hiện trận lũ số 2 khiến lưu lượng tại trạm thủy văn Đồng Quan trên sông Hoàng Hà đạt tới 5.630 mét khối trên giây. Báo cáo cho hay khoảng gần 40 con sông gồm sông Lan Châu và Thạch Chỉ Sơn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Đồng Quan ở vùng Trung Lưu, Ngải Sơn ở Hạ Lưu, sông Thao và ở Cam Túc và Sào Hồ ở An Huy đã vượt mức nước cảnh báo. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, do có mưa lớn nên lũ lụt lại xuất hiện tại huyện Khang, thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc. Nước sông tràn qua đê và chảy thẳng vào thành phố, đường phố ngay lập tức biến thành sông. Các vật phẩm, vật dụng trong nhà và ô tô trên đường phố bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và dòng đá bùn. Thưa quý vị, hai ngày trước lũ lụt dâng cao do mưa lớn ở cả ba con sông lớn của Trung Quốc là sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài ở mức nước ở hầu hết các vùng đều vượt qua mức báo động. Lưu vực ba con sông này đều là những vùng sản xuất ngũ cốc phát triển nhất của Trung Quốc. Nước lũ đã nhấn chìm những vựa lúa ở lưu vực sông Châu Giang trong tháng 6. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra đánh giá tổng thiệt hại đối với các vụ mùa của nước này. Ngoài ra, lở đất cắt vào một phần của sông Trường Giang đã hình thành một hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc. Nếu lở đất tiếp diễn, một lượng lớn nước có thể bất ngờ tràn vào các khu vực ở hạ lưu. Giới chức Trung Quốc cảnh báo hàng triệu cư dân thành phố rằng nước lũ có thể tấn công vào các khu dân cư bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hàng chục ngàn người ở tỉnh An Huy đang cần được giải cứu vì họ bị bao vây bởi nước lũ mà không được sử dụng điện, nước sạch và viễn thông. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài và gia tăng trong những ngày tiếp theo. Lúc 6 giờ tối thứ Năm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa lớn, lưu ý rằng các khu vực ở thượng nguồn sông Trường Giang và hạ lưu sông Hoàng Hà cũng như toàn bộ lưu vực sông Hoài sẽ hứng chịu các trận mưa lớn trong 24 giờ tới. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất có mực nước dâng lên khoảng 15 cm trong vòng 1 giờ. Trong số 3 con sông chính, sông Trường Giang nằm ở phía Nam, sông Hoài ở miền Trung Trung Quốc và sông Hoàng Hà nằm ở phía Bắc. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã ra lệnh xả lũ ở sông Hoài qua đập Vương Sa Bá thuộc tỉnh An Huy. Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này kể từ 10 năm trước. Rất nhanh, các cánh đồng hoa màu trong khu vực bao gồm đậu nành và ngô sắp thu hoạch đã bị phá hủy hoàn toàn.
Báo Tân Hoa Xã đưa tin rằng mực nước sông Hoài đã đạt đến mức báo động vào đầu hôm thứ Tư, nghĩa là bờ kè dọc sông có thể bị vỡ. Để bảo vệ các thành phố ở khu vực hạ lưu khỏi thảm họa này, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định để các khu vực nông thôn hứng chịu lũ lụt thay. Bài báo tuyên bố rằng các nhà chức trách đã cho người dân địa phương trước 7 giờ để đóng gói và thu dọn các vật dụng có giá trị khỏi nhà cửa của họ trước khi xả lũ. Hôm thứ Ba, chính quyền tỉnh An Huy đã phá hai con đê và xả lũ từ sông Chu, một nhánh của sông Trường Giang, đến các vùng nông thôn. Trong những ngày gần đây, chính quyền cũng đã xả lũ vào các vùng nông thôn ở các tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang và Giang Tây, khiến nhà cửa và ruộng vườn của người dân ngập trong nước lũ. Năm nay, mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc ngập lụt. Đây là một sự việc bất thường. Kể từ hôm thứ Ba, hồ nước của đập Tiểu Lãng để trên sông Hoàng Hà bắt đầu xả nước lũ tích tụ từ nhiều ngày trước đó, gây nguy hiểm cho khu vực hạ lưu. Hôm thứ Năm, lũ lụt cũng tràn ngập những con đường dọc theo bờ sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua thành phố Lan Châu. Khu vực Nội Mông và các tỉnh khác dọc theo con sông này bắt đầu gia cố bờ đê trước những cơn mưa lớn. Thành phố Ân Thi ở tỉnh Hồ Bắc với dân số 4 triệu người đã yêu cầu tất cả người dân chuẩn bị cho một cuộc di tản vào hôm thứ Năm. Kèm theo cảnh báo rằng lũ lụt có thể tràn vào thành phố bất cứ lúc nào, báo Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức cho biết một trận động đất xảy ra gần thượng nguồn sông Thanh, một nhánh của sông Trường Giang đã chặn dòng chảy của sông và tạo ra một hồ nước sâu hơn 5,66 mét. Các bờ đê của hồ chứa có thể bị vỡ. Khi điều này xảy ra, nước lũ sẽ tràn vào hạ lưu khu vực thành phố Ân Thi, thông báo cho biết. Chính quyền thành phố cũng thừa nhận rằng họ đã xả nước lũ từ hồ chứa Đại Long Đàm ở thượng nguồn sông Thanh. Điều này có thể khiến mực nước sông dâng cao, tràn qua bờ đê mà chảy vào thành phố sau đó. Tối thứ Năm, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc tờ Southern Metropolitan Daily đưa tin rằng hồ chứa Vân Long ở thượng nguồn đã xả lũ tràn vào sông Thanh và gây ra lở đất một phần tại hồ chứa. Tuy nhiên, lở đất đã không kết thúc trong ngày thứ Năm. Do việc xả nước gia tăng tại hồ chứa Đại Long Đàm, nhà máy xử lý nước địa phương không thể xử lý nước ngọt. Tin tức cho biết thành phố sẽ không có nước sạch trong vòng 10 ngày tới. Thành phố Ân Thi đã bị nước lũ nhấn chìm kể từ mấy ngày trước bởi vì các hồ chứa nước địa phương liên tục xả nước và mưa lớn không dứt. Nước lũ mãi không thể rút cho đến hôm thứ Năm, khiến hơn 10 vạn người Trung Quốc bị cô lập vì lũ lụt thị trấn Cổ Trấn ở thành phố Lưu An thuộc tỉnh An Huy, là nơi sinh sống của khoảng 46.000 người dân. Chiều thứ Ba, nước lũ đã tràn tới đây, nhấn chìm tất cả các con đường, các tòa nhà cũng ngập trong nước. Thị trấn Cổ Trấn gần như trở thành một hòn đảo bị cô lập, không có điện và nước sạch. Đến 2 giờ chiều thứ Tư, hơn 10.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thị trấn. Một quan chức chính quyền địa phương nói với hãng truyền thông Trung Quốc Caixin rằng hai hồ chứa ở thượng nguồn thuộc thị trấn Gujian đã xả lũ, khiến mực nước sông Ji của địa phương dâng cao trong những ngày gần đây. Sau khi một đoạn đê gần thị trấn bị vỡ, nước lũ đã tràn vào. Thị trưởng của chúng tôi chết lặng khi lũ lụt tràn vào, một quan chức nói. Người dân địa phương nói với The Epoch Times qua điện thoại rằng tình hình của họ đang rất tệ. Chen Jian, cư dân sống ở trung tâm thị trấn, đã rời khỏi thị trấn trước khi lũ lụt kéo tới. Nhưng các thành viên gia đình cô vẫn bị mắc kẹt ở đó. Cô nói họ cần thức ăn, họ rất sợ. Cô Chen cho biết có rất nhiều khu phố ở Gujian không thể tiếp cận bằng thuyền do dòng lũ chảy xiết. Anh Yu cũng là một người dân ở thị trấn. Cha mẹ vợ của Yu và 4 đứa con anh đều bị mắc kẹt tại làng Yutang ở Gujian. Anh Yu rất lo lắng vì anh không thể liên lạc với bất kỳ ai trong số họ. Theo Caixin đưa tin, có hơn 10 thuyền cứu hộ tại khu vực, với mỗi thuyền chỉ có khả năng chở 5 người mỗi lượt cứu hộ. Kính thưa quý vị, nhiều ngôi nhà, tòa nhà giáo dục và trung tâm y tế đã bị hư hại và nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất do trận động đất gây ra. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển một vùng ven biển của Sơn Đông và miền Bắc Peru vào chiều thứ Hai, đồng thời gây thiệt hại nhiều cơ sở vật chất như nhà cửa, trường học và trung tâm y tế. Chủ tịch Tập Cận Bình trên mạng xã hội Twitter cho biết các lực lượng khẩn cấp đang được huy động để hỗ trợ hết mình cho những người bị ảnh hưởng. Trận động đất mà cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đo được có cường độ 6,8 độ Richter diễn ra ở độ sâu 66,4 km cách thành phố Bao Lao thuộc tỉnh Guyas khoảng 10 km. Giới chức địa phương cho biết trận động đất có vẻ không tạo ra sóng thần. Cơ quan phát ngôn của Tổng thống nước này cho biết trận động đất đã khiến 11 người ở tỉnh Sơn Đông và 1 người ở tỉnh Giang Tô thiệt mạng, trong khi nhiều người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
Cơ quan này cũng cho biết nhiều ngôi nhà, tòa nhà giáo dục và trung tâm y tế đã bị hư hại và nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất do trận động đất gây ra. Sân bay Lưu Đình bị hư hại nhẹ nhưng vẫn duy trì hoạt động. Cơ quan quản lý rủi ro của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng thiệt hại về người ở tỉnh Sơn Đông là do bức tường đổ sập đè lên một phương tiện giao thông. Ở các tỉnh khác, thiệt hại về cơ sở vật chất bao gồm sập cầu cảng và siêu thị. Cơ quan này cho biết công ty dầu mỏ nhà nước đã sơ tán và đình chỉ hoạt động tại nhiều cơ sở để đề phòng, nhưng chưa báo cáo thiệt hại. Tất cả chúng tôi chạy ra đường, chúng tôi rất sợ hãi, Lý Trung Hào, một cư dân ở Sơn Đông gần Tâm Chấn, chia sẻ với Reuters, đồng thời cho biết một số ngôi nhà đã bị sập. Theo Viện Địa vật lý Trung Quốc, về sơ bộ, trận động đất kéo theo hai cơn dư chấn nhỏ trong vòng một giờ sau đó. Chính quyền Trung Quốc cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở khu vực phía bắc của đất nước và không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với người hay công trình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.